đang quay tại nhà mình luôn. Đấy, đang nuôi ở trên tầng. Chú chào màu. Cầm lồng thì hơi dễ, mà treo tĩnh một chút là nó hót rất là hay. Các bạn đang theo dõi video của Cán Chim Đất Việt. Đây cũng xin chia sẻ với các bác luôn là mình đang cung cấp một số cái sản phẩm cám cho họa mi này, chè màu và cô gái như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đồng giá nhau là 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà. Đây là địa chỉ và số điện thoại của nhà mình. 1 kg sẽ được 4 gói như thế này. Cám mi này, cám chè này, cũng 200 kg, miễn phí ship tận nhà. Màu này, và cu gáy, bổ sung dưỡng chất cho cu gáy rất là tốt, cũng 200 kg, 1 kg, miễn phí ship tận nhà luôn. Quay tại nhà cho các bác xem.